anh có cái anh khách thì anh cứ đòi gặp anh hoài. Anh Phan Hâm Mộ sao anh đứng ở dưới gặp anh xuống gặp cái được không? Dạ. Tại anh ngại, ông ngồi trên hình trên. Ở đâu? Chụp hình. Để anh ra chụp hình. Chụp hình lên xem. Ô, tưởng thấy quen quen. Ở đâu xuất hiện như vậy? Oh my god. Anh Đình nữa. Oh my god. Ở đâu xuất hiện vậy? Oh my god. Anh không tin tới ai, tưởng thằng nào cũng đang mới về livestream. Oh my god. Ừ. Hả? Em đi vô anh quẹo anh. Dạ. Oh my god. Vậy em về đi cái nào nào? Em về được mấy ngày rồi. Ồ sao bữa thấy đi Maldives? Anh tưởng là chắc là về 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 lại Mỹ luôn. Dạ không, đi về đây xong rồi nói cố tình rồi. Really? Yeah. Oh my god, anh hết hồn mà anh không biết luôn. Em cũng muốn làm góp nữa nhưng mà tại vì đèn sáng quá. Tính gặp hai người lần. Yeah. Em xấu, em muốn đẹp. Ôi, mi đẹp đẹp quá ta. Dạ. Ôi hai người. Oh my god, so nice see you. Oh. You too. Big surprise. Oh, oh my god. Ba năm rồi. Wow. Champagne? Sure. Champagne. Yeah. Champagne please. Rồi rồi mình muốn đem cái này theo hả? Ông mày rảnh ghê luôn á. Rảnh ghê luôn á. Mua đầu vậy. Vậy hả? Dom Perignon. Wow. Chắc ngồi vậy hả? Lên phòng anh đi. Lên phòng ngồi đi hả? Ngồi chút. Có ăn bánh gì không? Có đói bụng không? Không ạ. Hả? Dạ, yeah, tối nay hai người ở đâu? Ở nhà chứ ở đâu? Nhà có thay đổi gì không? Không. Chắc là lần cuối ở đây không biết có thấy cái văn phòng thay công hình gì thay đổi đúng không? Dạ. Yeah. Dạ. So, office đúng không? Bây giờ sao? Dạ. Dạ, dạ. Đừng ở đây. Surprise. Nó ngồi đây là thiết kế cho anh Bình Jimmy đây nè. Rồi. Và hai người đi Maldives bao nhiêu lâu đó cơ? Sướng rồi ta. Không đủ thái công với Huy qua luôn. Ờ, các con mới đi Bangkok về nè. Không thôi hẹn ở Bangkok cũng vui. Anh đi ở đâu Bangkok? Anh đi một cái khách sạn Mandarin Oriental. Yeah. Rồi một cái là Four Seasons. Còn là khách sạn đi làm không làm gì. Đi ăn nhà, đi ở trong khách sạn 4 ngày mới bước ra đường. Oh wow. Ra ở khách sạn 4 ngày không ra đường luôn. Ở Bangkok không bước ra đường. Nhưng mà cái nhà mình làm là cách đây bao nhiêu năm? Ồ, 2019 đúng không? Vậy là 3 năm. 3 năm. Coi là từ công trình Bình là những công trình mà đầu tiên mà thấy không dùng sản phẩm gọi là super luxury á. Ừ. Chứ là mấy người khách người xài cũng sản phẩm bình thường. Và từ đó là công trình là super luxury không? Bây giờ công trình là mười mấy triệu đô la rồi hết. Yeah. Wow. Wow. Good. Mọi quản lý mấy cái đồ của anh không? Anh à, thấy mấy cái áo vest của anh đó bắt đầu rải tủ chỗ chưa? Bữa nay cái áo của anh chọn để bên em. Rồi bên tủ anh có hai áo sơ mi của Huy Mai. Đây em phải kiểm tra lại. Hả? Chị Thu chưa có nhớ chứ? Không nhớ mấy cái. Mấy sáng nay anh cầm cái áo có cái nút vàng đi của anh Thái Công nằm bên tủ của anh. Cứ lộn qua lộn lại. Nhá. Yeah. Cái này. Go.
Hello em. Chào anh. Khỏe không? Khỏe, đi đâu đấy? Em lên Canali, em đi với anh Thái Công đi may đồ. Dạ. Dạ. Em rất là thích cái chữ của Patek Philippe. Em hỏi chị về cái đèn, cái chữ xíu nha. Cái gì chúc em chạy xuống. Ủa, Sơn là Patek Philippe à? Dạ. Ủa, sao không tìm đồng hồ cho anh được hay sao? Dạ, từ từ anh. Không phải anh qua Rolex tiếp à? Bây giờ thị trường nó bị vậy hết. Vậy hả? Không làm được. Dạ. Không làm cách gì được. Dạ, chưa làm. Có gặp chị Hương bao giờ ngồi chưa? Đây nè, người hay đem bông cho em đó. Chúc em xuống nha. Ok, okay. Phải trước đi. Dạ. 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 Chắc anh mai chi jacket đúng không? Hello em. Dạ. Dạ. Hello. Bạn Thomas mới vừa ra ngoài một chút. Cho nên mình ngồi mình xem lại trước nha. Em mày quần không mày quần bộ cái áo bộ áo của mình ở đây là khoảng từ khởi động từ bao nhiêu nguyên bộ luôn quần. Dạ, bộ quần thì em có nhiều giá lắm mà ở tầm từ khoảng từ 49 triệu cho đến khoảng 160 triệu cũng có. Ok. Dạ. Rồi thí dụ mình làm Messer Major thì cái giá nó có khác không? Dạ có khác hả? Dạ. Từ 30 tới 50%. Đắt hơn. Ok. À vậy cái này chỗ này là Messer Major là nó sẽ được hơn hồi đó anh làm ở bên Đức. Ở bên Đức hết đó anh làm Messer Major là nó đồ nó máng ở trên áo đó anh mặc lên rồi nó mới lấy cái áo nó mới sửa lại cười cùng cái đó luôn. À còn bên em là nếu mà anh đặt là em may cho anh một cái anh vẫn thử cái áo đó nhưng mà bên em may một cái hoàn toàn mới cho anh. Dạ có nghĩa là nó chỉ khác cái bespoke là tại vì bespoke là em đo trên người anh. Còn cái của em Messer Major này là mình cũng may nhưng không phải đo trên người anh mà theo thấy cái mẫu của bên em đưa ra và sửa theo cái tay dài, cái chiều dài của anh. Anh Du Huy đến cái ở qua London, cái đường Savile Street, anh vô 3-4 cái nhà mai luôn. Anh muốn mai hỏi giá khoảng từ 7.000 pound. Anh cũng sẵn sàng bỏ ra 7.000 pound. Anh mai thử một cái bộ nó ra làm sao. Mà cuối cùng anh không mai được. Tôi nói là khoảng 3-4 tuần sau anh phải trở lại cho the first fitting. Người ta tao đâu có trở lại được. Thì cuối cùng anh thấy không? Bởi vì em làm Việt Nam đây là công ty Kylian này là quá tốt luôn. Nhà tốt luôn. Nói chung mà nó là một cái phương án chính giữa đó. Có nghĩa là được hơn ready to wear mà sẽ nhanh hơn là Facebook. Không, thực sự nếu mà muốn để anh thử trải nghiệm cái này á, có thể là anh mai một cái blazer với mai một cái suit. Rồi xong. Rồi coi ra sao, có nghĩa là suit là nguyên một bộ. Anh chọn màu trước đi anh. Dạ. Quan trọng. Không, bây giờ anh quan trọng cái vải à. Bây giờ anh cái vải đem cho idea cho anh. Cái mà đẹp này. Anh lâu lắm không có mặc cái bộ này. Thì cái đó anh mang nguyên bộ. Yeah. Cái này super 150. Thì cái bộ này là Messer Major bao nhiêu tiền em? Messer Major. Dạ, cái gì cho em xem cái đó anh sẽ báo cho mình chính xác cái giá nha. Dạ là 175 triệu. Là anh chọn cái là bao gồm nút với Dạ. Mình có thể chọn nút. Và cái này là lớp lót bên trong của mình. Lót lót luôn. Có nghĩa là ở đây em cũng dùng lông ngựa đúng không? Dạ đúng rồi. 100 cái này là full canvas 100%. Là cái này luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này là cái dòng exclusive là full canvas hả? Tất cả đều dệt tay hết, với lại lông ngựa bên đàn là... đang theo cái sợi ngang, sợi dọc. Cái này anh thích lắm, hồi đó anh về Việt Nam tới mấy cái nhà mai anh muốn cái này không ai làm được chứ. Nó làm ủi lên không à. Cái vải cầm dễ cái miếng keo lên rồi cái đó ủi lên. Bởi vậy anh cái này em thấy là nó giật ra là nó mềm này, chỗ này nó mỏng nè. Nó rời luôn, giống như anh đây đó, này rồi nè, đó. Dạ. Nó linh hoạt theo cái chiều dài cứ cơ thể của. Đó anh đi về Việt Nam anh kêu mấy nhà mai anh nói tụi mày nè, không ai chịu làm chứ, không ai chịu làm. Có miếng keo trắng là ủi lên nè. Giống như trong tại vì nó không có chất lượng đâu, cái tức là cái handcraft nó thiếu.
Bởi vì cái nếu mà làm cái này là đúng như anh muốn luôn á. Dạ, nó là cấu trúc xương của cái áo vest xương của anh. Tuy nhiên đưa ra cái là anh vừa ý luôn á. Bên xe đưa cái này mà tại cái màu này anh hồi xưa anh cũng rất là thích mặc cái màu này. Không phải là anh, tại vì mấy cái đầu này là đồ mắc tiền thì anh thích timeless, không phải là đồ thời trang. Thì nhiều khi thấy gì chứ anh mặc áo vest ra 10 năm nếu mà anh không mập ra là anh còn mặc tiếp tục cũng được, tại vì nó mập ra thôi à. Chứ mấy cái màu này không bao giờ lỗi thời. Cô về cái lót đi ha. Thường thì bạn nó sẽ bên hãng sẽ recommend là nó cùng tông luôn. Đúng rồi. Nhưng mà anh không thích có cái dệt thế này. Không thích thích nó có sọc, anh thích nó trơn. Cái này là anh ghét nhất. I hate it. Paisley. Paisley. Hay là intro. Paisley. Hello madam. Hello. Ça va? Thomas, how are you? Good. Thank you for coming. Yeah. So. Okay. So. Yes. So I'm gonna give you the garment. Yes, you can try which size is good to me. Hello. I'm gonna give you first the trousers. Yeah, the trousers first. Yeah. Is it tight for you? Too tight. Yeah. I'm gonna give you another one. So you said you want a pick lapel. Would you want a small pick lapel or big as this? I like. Okay. Bây giờ nó thử cái quần khác, nó bự ra xong người ta mới bóp lại. Cái nó khác biệt cái sự mà mai đo mình người ta mai qua cho mình. He already gave me this one. Yeah, perfecto. Thank you. Size less, and then you can tell me which one. Okay, please. There you go. Definitely better. Okay. But my belly is growing. Why? Yes, eating too much. Why? The food is so good in Vietnam. I know. Yes, so food is very good. Very good. So, and I have a good chef. That's at home. Ah, wow. Yes, and he cook really good. And too many event. Ah, that's why. Party event and too much champagne. I love champagne. A lot of champagne. Yeah, but the rosé. The rosé. I love rosé. Dom Pérignon rosé. Well, there are other ones which are very, very good, but my best one is the rosé. Rosé from Ruinart also. Ah, Ruinart is also Ruinart Blanc de Blanc. Yes, I think only Blanc de Blanc. Ah, voilà. Or Dom Pérignon. Voilà. Yes. Centimeters more. Yeah, I like long. Definitely. Neck is fine. But I wear mostly cufflinks. Cufflinks. Okay. Mostly. Length is fine. Fine, yeah. If you cross your arms, how do you feel? Do you feel good? Here on the elbows? It's good. It's good? Perfetto. Now, on the sides, if you can make, give me a little bit. The shape on the sides. The yeah, we can. I like the shape on the sides. Okay, I'll do on the sides. But I don't want it's tiny. Yeah? Okay. Yeah. So it's one arm and hand inside. Okay, perfetto. Okay. Anh thấy công này, hồi nãy em chọn cái loại này. Yeah, okay. Thì cái lót với lại cái nút á, coi cái option nào. Thì anh thấy cái nào đẹp hơn? Lúc này là bằng cái gì? Hòn à? Cái sa cừ. Sa cừ. Cả hai đều sa cừ hết. Hơi nâu đúng không? Em thấy cái này đẹp. Cái đậm đúng không? Dạ. Anh cũng thấy cái này lợt quá. Ừ. Dạ, anh cũng thấy màu này. Cái này hả? Hơi màu bronze đúng không? Dạ, đây. Dạ. Em ha, xem. Dạ. Okay, đi nha. Hôm qua anh nói là như là anh là người rất là rành, biết anh biết cái gì, anh muốn cái chỗ nào, cái tài sao, cái sao, anh biết rất là rõ. Mà cái người mà không biết cái điều đó, tới nhà mai á, là cái người như người nãy người ta mai theo kiểu người ta không có, người ta biết mai, người ta không có cái tinh tế về thời trang, người ta không hiểu về đó, thì mặt rất là xấu, rất là quê, nhìn nó đồ mai, nhìn nó là đồ mai biết không? Đó thì cái đó là cái lợi của Canali, nghĩa là nhìn vô là biết là thời trang, nhưng nó vừa với mình, có cả hai đó. Tại vì nó có mình cái gì đó, mình có cái quy luật riêng của mình. Đó. Mình là nhà mốt thì mình có nhà mốt vậy. Có cái standard. Cũng như Huy ấy là không chịu mặc đồ mai luôn á.
hồi đó giờ anh Mai Huy không chịu Mai. Anh nói Mai vài lần nó mặc thấy kỳ quá. Không mà đồ ready to wear. Cái này Ralph Lauren. Đúng không? Yeah. Yeah. Thêm một cái blazer đi, B. Thêm một cái blazer. Ok, anh chọn 7. Thêm có cái nào anh thích. Anh thích như thế nào? Trơn, kẻ, màu mè, không màu mè. Ờ, nhưng mà giờ anh chắc là anh ở đây nhiều hơn ở bên Âu Châu. Trên Mai cái này nó hơi mỏng mỏng chút luôn. Linen thì anh không thích lắm, nó nhăn quá. À, anh biết rồi. Anh cần một cái áo sơ mi màu trắng mà nó dày, thật dày. Cái kiểu mà nó dày á. Kiểu mà cái vải mà giống như người ta dùng cho thuốc xe đồ luôn á. Giống như người ta dùng cái áo cho là áo làm trước cái thuốc xe đồ chứ cứng đó biết không? Nhưng mà bình thường là anh muốn cái áo sơ mi. Nấu. Dày. Cái này à? Cái này đúng không? Uh-huh. Mày nguyên bộ áo sơ mi được không? Yes. Được cái này không? Là cái vải, vải này vải sơ mi. Ok. Tại đó là vải dày đó. Dạ, dạ, 30 triệu. Uh-huh. Wow. 31 triệu. Uh-huh. Ok. Cái này đi. Nên cái này anh mặc áo không phải thức xe đồ nha, em mặc áo bình thường nha. $1,500 một áo sơ mi. Thử đi, có okay. Worth it không? We'll try. Cái màu này cũng được nha. Anh thích cái tông đó ha. Ờ. Anh rất là nhiều tông đó luôn. Đồng luôn á. À, mấy giờ này mình chọn vài tông đó không sao anh? Có nguyên cái tủ quần áo này không? Dạ. Ngộ kìa, mỗi người có cái tính như thế. So, một là cái này, hai là cái này. Một là hai, là hai là cái này. Mine, mine, mu, und raus bist du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sao cũng ra cái này. Hả? Ngộ ghê á. Một là hay là hồng. Một trong hai này đi. Cái trắng này nó mang hồng. Hồng đi ha. Anh với anh Huy, hồng không kìa. Ủa? Hồng đi, em cũng nói hồng đi. Áo này tới $1,500 một cái nha. Có nghĩa là mai sao cho mặc thường xuyên. Hả? Mình làm mấy cấp lên không hay là... Khắp liền, khắp liền. Ok. Khắp liền nhé. Trên khắp liền. Yep. Xong. Hồng nhé. Hồng đi. Hồng, okay. Ok, chốt hồng. Hồng. Mặc thử này. Rồi, ok. Yeah. Ủa, mình hợp quá, có duyên quá. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi mấy em ơi, lấy hết áo sơ mi cho anh kìa. Okay, good. Nice. Very good. So. Anh happy là được. Thấy không? Dạ. Yes. Em thấy mình hiện tại mình có 5 áo, thì trong đó có 2 áo là áo tay ngắn. Yeah. Dạ. Thì áo một đầu tiên là cái áo cây dừa của mình. Yeah. Dạ. Rồi. Cái áo thứ hai. Dạ. Sửa nắng lại. Tháo ben ra hai cái. Dạ rồi. Tháo ben hết ha. Hai cái. Dạ rồi. Hai cái này. Áo này thì không sửa gì hết đúng không? Dạ đúng rồi, nếu mà có ben thì em sẽ tháo luôn ben cho anh. Không, cái áo này mà không sửa gì đúng không? Thì dạ, áo này đem về luôn, không cho Mai giặt. Còn cái này dạ, thì... ba cái này luôn đúng không anh? Dạ, cái này anh đem về liền giờ. Dạ rồi đó. Cái này cũng đẹp nè. Ba này anh mặc... bên này anh không thắt cà vạt. Anh sang tay. Rồi ok. Thank you. Anh nói đi. Thì ăn... mấy giờ mình có mặt? 5:30 Nằm rưỡi có rước, rước cái khách. Okay. Okay. Thank you for coming. Thank you so much. Ciao. Cảm ơn em. Have a good day. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nào anh ấy mai xong rồi chở nó đi vòng xe MCA. Đi đâu anh xong? Nói để em chuẩn bị. Đúng không? Vô xuống MS mua thêm cái khăn solar. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Áo vest không mặc ra 10,000 thôi. Thôi. Ừ. 11,000.
11.000. Em xài mấy cái máy thì được rồi. Cắt hoài cắt không xong. Hả? Được, vậy em anh muốn này máy này em cắt một cái phim cắt nhanh bữa nay nó nhanh hơn mấy lần. Cái máy nó nhanh hơn 5 lần đúng không? Dạ render nhanh hơn. Nhanh 5 lần thì nó không bị lắc hơn 5 lần thì phải cắt nhanh hơn 5 lần. Khán giả thấy sao đúng không? Bình thường nó cắt một cái ngày phim nó cắt từ 30 ngày. Thấy không? Bây giờ phải cắt năm nhanh hơn. 2 tuần. Đó thì phải đó. Chưa? Cảm chế cục. Bởi vậy cái máy cũng chưa nói lên hết tất cả đúng không? Cái máy là chỉ một cái dụng cụ thôi. Nó chỉ giúp đỡ tất cả bạn cắt phim dễ dàng hơn. Thấy không? Giúp đỡ mình thôi. Nhưng mà không biết cắt thì cũng vậy. Nhớ. Yeah. So good luck everyone. Dạ. Yeah. Anh Ngọc chỗ này xong chưa? Không ai chịu ngồi, lúc đầu thích mua vì không chịu ngồi, sợ bị áp lực, đúng không? Gọi là đó, muốn nhiều thì bị áp lực thôi, cái cuộc đời là vậy mà, đó. Tụi mày tiền không? Đúng không? Ai trả tiền này? Tiền anh này. Sao nằm ở đây? Không muốn quay? Có một tay, em có một tay à? Quay phim đứng đây rồi. Còn đó cái gì kia? Gần xuống, kia quay phim. À, ai trả tiền đó? Dạ anh á, anh trả tiền rồi mấy cái này sao thấy không xài, cái lấy gì đây, cái bọc của cái flycam của anh á, cái này hả? Dạ đúng rồi. Hư rồi hả? Dạ không, ấy là không xài nữa thôi. Không xài nữa. Dạ. Rồi cái này ai trả tiền? Dạ. Huy ai trả tiền cái này? Anh trả tiền cái này. Đó, một đống rồi, tất cả đây. Dạ. Lấy tiền đó anh trả Huy. Đó. Anh phải đi bán rồi thớt Huy, em biết không? Đó. Cái này mới mua đây nè. Cái là gì? Quý là gì? Cái đó là FPV drone. Dạ, yeah. Em bà thử coi. Cái này nhiêu tiền? Cái này nhiêu tiền? 30 triệu, 1.500 đô la. Làm sao để đây? Còn bánh hạ cho tiền. Bánh hạ cho tiền. Hả? Ai cho tiền hộp bánh này? Minh tài trợ. Hả? Ai cho trợ à? Mà em đưa cho học không đúng không? Đâu. Mà sao? Nó đem lên cho mọi người nhiều lắm luôn. Ừ. Vậy hả? Ừ. Thưa. Thưa thơm nữa. Đó. Ừ. Quá chừng. Quá trời luôn á. Mua quá trời. Hả? À? Mua quá trời luôn á. Anh à, thấy không? Quá trời đồ không? Còn cái kho này nữa nè, chưa mở cái kho này nữa. Như cái studio á. Vũ em có biết không? Cái này ai trả tiền mấy cái này? Cái là gì? Cái quặng gì vậy? Khi gom sáng. Ba cái, tại sao tận tới ba cái? Là ba cái. Cái chảo, cái nồi nữa nè. Ừ. Sao quá chừng đồ luôn em. Quá trời đồ luôn á. Ok. Mọi người cũng phải, mình phải nhiều giấc mơ đúng không mình? Yeah. Ừ. Sao? Make dream come true, man. Yes, make dream come true. What is your dream? Go to Los Angeles. Los Angeles? Xui quá. Mới đầu á là đừng đi Mỹ á, đừng đi Mỹ. Nói ok 500 ngàn đi Mỹ. Cái xong rồi cái Vũ trợ lý kiểm tra lại. Đâu anh Thái Công nói 1 triệu. Mới được đi Mỹ. Mấy bữa nay coi khách sạn, coi vé máy bay, Việt Nam Airlines có đi coi thắng hay không. Cuối cùng mừng hụt. Đẹp quá hả? Đẹp không? Đẹp quá hả? So, ai sẽ được công sức trong đây nhiều nhất? Bóc tem nó đi. Ok. Rờ nó đi. Đứa nào muốn cầm cái không? Đẹp không? Trăm ngàn bây giờ là, đây là next step là nút vàng là... 1 triệu. Ok.
Hôm nay Thái Công sẽ đưa ra một cái challenge cho các bạn. Nếu team mình đạt được 1 triệu và mình có nút vàng, nguyên cái team mình được đi Los Angeles, đi qua YouTube ở bên Los Angeles, và mình sẽ ngồi chung với những người sáng tạo bên YouTube và mình gặp bên người ta. Và nguyên team mình đi Mỹ. Yeah! Ok! Đứa nào đi Mỹ chưa? Los Angeles 1 triệu nha. 1 triệu mình được đi Mỹ, còn 500 ngàn được đi vô đi ra. Bạn này là 100 ngàn đúng không? Là được đi Thái Lan đúng không? Rồi xong rồi mới 1 triệu mình được đi Mỹ. Cái nhớ lộ. Hôm qua chưa được đi mà còn phàn nàn nó đi tuần hơi ngắn, phải đi cho 2 tuần luôn, không? Vừa nói sai mà còn tham nữa, còn phàn nàn nó nói bây giờ đi qua bển nè, em này cũng bên Mỹ về nè, Los Angeles về quê nè, em cái này cũng được dân Los Angeles nè, nó qua bển tuần đâu thấy hết đúng không Huy, ở 2 tuần nó mới sướng đúng không? Dạ yeah. Rồi tiếc quá ha mình, anh đang hồi sáng này anh định lên kế hoạch luôn á. Ờ, ta thấy ủa sao đứa nào hứa thì phải làm thôi chứ đâu, 500 ngàn những đi Mỹ thì được. Mà tự nhiên bây giờ chị Lý mới tìm hiểu ra là không phải, 1 triệu. Hả? Buồn đứt ruột. Ok. Bye bye, đi làm tiếp. À, ngủ không? Em muốn có thể ở trên lầu á, em thụt lui lại, giúp em làm cái này thành cái terrace. Được không ta? Hello. Hello. Chào anh. Chào chị. Lady first. Yeah, lady too. Chào anh. So. Hello. Anh chị bên Mỹ. Yeah. Ở bên Mỹ. Ở Mỹ. Còn em ở Việt Nam luôn. Em này đi học kế bên. Dạ không, gần đây. À, ok. Tại sao mà đi Mỹ, đi New York và đi Cali, nhưng không có đi Utah thăm mình? Ồ, wow, nó tiếng Việt giỏi vậy đó. Bình thường. Biết tại sao không? Tại sao? Thì bởi vì 3 năm rồi. Anh ở Việt Nam? No, 3 năm nay. Coi YouTube của anh. Coi YouTube, coi tiếng Việt. Yeah. Xạo ghê. Yeah. Yeah. Ah, ok. So, lúc COVID thì hàng của mình đóng cửa. Ah. Thì 1 tháng thì không có đi làm được. Yeah. Bà sẽ bắt đầu coi YouTube. Yeah, coi YouTube. Oh, có một ông Việt Nam này. Bây giờ mình coi hết. Everything come out. Coi hiểu hết không? Không có hiểu hết. Không hiểu hết. Yeah. Vậy kỳ sau Thái Công sẽ nói chậm lại. Nói chậm lại. Anh tên gì? Thân là Dan. Dan. Yeah. Kỳ sau Thái Công xem phim này là hôm nay Thái Công nói rất là chậm để cho anh Dan bên Mỹ anh coi anh hiểu. Thật sự là em không cần nghe rõ. Coi rõ là quan trọng. Coi cái gì là đẹp, mình thấy như vậy. Ủa sao anh ở bên Mỹ mà sao tiếng Việt được? Học ngoài đường lấy giờ 30 mấy năm rồi. Vậy hả? Yeah. Vậy là super giỏi luôn á. Không có super. Có nhiều người giỏi nhưng mà không có super giỏi. Yeah, có nhiều người Mỹ, người Đức, người Pháp là ở đây 10 năm, 2 giờ không nói được một câu tiếng Việt luôn. Yeah. Congratulations on your Porsche. Yes. It's the second one, right? Yeah. Yes. Tại vì phải cái xe đầu phải chờ 8 tháng. Yeah. Lâu quá. Yeah. Thái Công không có, nói là Thái Công có nhiều thứ trên đời này nhưng một cái mình không có. Yeah. Nhẫn nại. Mm-hmm. Không có. Anh thấy con, anh thích bên Mỹ không? Không hợp tới hiện nay bây giờ. Bây giờ thấy thể thao hơn bên Mỹ. Cái tuổi mình chưa tới cái tuổi đó. Yeah. Và cái nó phải đi chung. Yeah. Dĩ nhiên Thái Công mơ ước là cái xe hơi Rolls Royce Phantom. Mm-hmm. Nhưng mà đâu không phải là mướn cái xe hơi đó. Mm-hmm. Mà phải có cái cuộc sống đó. Yeah. Đi xe hơi Phantom nó phải hợp lý với cái cuộc sống. Yeah. Có là xe Phantom hay là Bentley, cái kiểu gì mình phải có. Yeah. Nó đi chung hết tất cả. Yeah. Cái cuộc sống nó phải trọn gói. Yeah. Mình không có xách cái vali của Louis Vuitton mình đi Eco-Class được. Mm-hmm. Mình không có đi xe Bentley, mình ở một cái nhà mà không có một cái vườn bự thật bự. Không được, nó phải đi đồng bộ. Mai mốt thì khai thác bạc lấy một cái Rolls Royce hay là Bentley. Anh nói sao?
mai mốt khai tóc bạc. Cái tóc bạc ấy à? Dạ, lấy cái đó. Không tóc bạc thì dễ thôi, bây giờ tại vì hết không nhuộm tóc là có bạc liền lập tức vậy. Em là không vậy. Không là đúng không vậy? Yeah. Bởi vì cái khó nhất là coi YouTube thấy không, là anh thấy không, cái cuộc sống nó cái khó nhất là cái chọn gói nó đều từ mình với cái cuộc sống của mình, với cái nghề nghiệp của mình, cái chung quanh của mình nó phải đồng đều. Yeah. Chứ rất là kỳ đúng không? Ở, vậy ở... là con em 21 tuổi chưa được lái xe Porsche. Nó có tự làm ra tiền chưa? Dạ chưa. Dạ. 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 Cái không nên đúng không? Dạ. Cái thấy không, hồi xưa là không có thích xài tiền của ba mẹ. Qua bên ba mẹ bên bển, nhưng mà thích tự làm ra tiền, tự ra xài. Yeah. Mà thích hơn nữa là lấy tiền mình làm xài mua bóp Chanel tặng cho mẹ. Yeah. Cái đó nó thích hơn là mẹ mua tặng cho con lại nữa. Yeah. Hồi đó không có thích lấy tiền của ba mẹ. Yeah. Cái đó là cái tư duy nó khác. Yeah. Bởi thầy không là con trai tốt lắm. Dạ. Con trai tốt lắm. Yeah. Thì làm như vậy. Dạ dạ. Huh? Anywhere we go, even on YouTube or if we go to a new restaurant or a hotel, we look. Ừ, cái phòng này nếu mà có anh thấy trong là anh không sẽ không làm cái này. Coi bên Mỹ cũng coi nhiều, cái người nhiều bên Mỹ coi, người ta không biết người ta so sánh sao luôn á. Cho như ta coi cái công trình thấy không, làm ở Ba Son, cái công trình đó là người chủ nhà mua cái tòa nhà đó, cái nhà phố đó 5 triệu đô la. Bà thấy không, thiết kế vô nội thất vài triệu nữa mà cái nhà không là 5 triệu. Là có người bên Mỹ comment, trời ơi 5 triệu là hả? Tôi mua bên Mỹ tôi mua được cái villa bự đến đâu nữa. Cũng đúng. Nhưng mà Mỹ ở chỗ nào? Yeah. Đúng không? Để mình so sánh là 5 triệu này nó đang nằm trung tâm, ngay trung tâm Sài Gòn ở Việt Nam. Yeah. Yeah. Thì nó là chỗ khác. Thì nếu mà so sánh thì nó là ở New York, ở đường Fifth Avenue, Park Avenue, đường 50 đến 55, đúng không? Hay là ở LA thì nó phải ở Beverly Hills, hay là thì cái nó nằm ở chỗ nào, Mỹ nó biết bao nhiêu lớn. Yeah. Nhiều khi người ta coi YouTube nó ủa cái này sao bên Mỹ người ta mua được cái 5 triệu mua được bự đến đâu. Yeah. Anh trả lời sao? It just depends on where you are. Yes, yes. Yeah. So bởi vậy cái đó là thấy không, phải cần rất là nhiều năm để giải thích tất cả những cái điều này cho người ta xem. Vậy hôm nay mới là hân hạnh gặp hai người Mỹ và giải thích lại cho khán giả cho thấy không nghe một chút. Yeah. Well, thank you for doing your YouTube channel and for sharing your knowledge. You know, too many people learn and they know, but they keep it inside. Yes. So it's important to share with everybody. We enjoy it. Yes, yes, yes. No, I love to share this. For me, it's very important. I tell you why. I've never said this, but what I'm thinking, why I want to do that. Because I want to be proud of Vietnamese people. I will be proud of them. When I go to Paris, I see Vietnamese people go to a restaurant and they're really good dine. I thought, my God, this is my country people. Yeah. They are so elegant. Like when people talk about Japanese people, when you are in Europe, oh my God, Japanese people, they are so polite. They talk so, and they are really polite. So yeah. Japan has very high education, and people, when they're talking about Japanese people, we are so, wow. But I don't want people to talk like about Vietnamese people like some another country. Oh my God, they are from, oh my God, they are, and this is terrible. And I know that Vietnam đang phát triển rất là tốt kinh tế và người ta sẽ đi du lịch rất là nhiều và người ta đem cái văn hóa này ra ngoài và người ta đại diện người Việt Nam ở nước ngoài. Thì nếu mà cái người đó mà ra ngoài đó mà người ta ăn uống mặc quần áo hay là người ta cách cư xử người ta tệ, thì nó cũng làm cho cái đất nước mình chúng ta cũng được bị xấu hổ. Và những cái này có thể là đóng góp một phần nào đó để cho người ta thấy đất nước Việt Nam không phải là phát triển về kinh tế không, nhưng mà còn phát triển về văn hóa và cái sự tử tế. Đúng, 100% đúng. Cảm ơn anh. Yeah. Okay. Okay, sound right. Thank you so much. Yes. Thank you. Yeah. Let's take pictures. Yeah. Now. So, okay. Đây, cái gương nha. Đó, cái phòng của anh. Yeah. Anh ơi, bây giờ mình đi vô cái đồ nha. Tính đến 4 rưỡi anh có tiệc Canali như vậy á. Cái 10 rồi. Vậy đứa mấy đứa này vẽ tiếp tục ha. Đề nghiệp là sớm rồi. Không có thời gian ngồi vẽ với mấy em luôn. Nó đủ thứ sự kiện trên. Bây giờ một cái nhãn hiệu thời trang cũng khá nổi tiếng tên là Canali. Mời anh làm
đại sứ nhãn hiệu thời trang như người ta này. Đã là chuyên mà outfit đúng không? Bữa nay dẫn đi du thuyền. Thời gian là tiền bạc mà. Là cái gọi mà cái gì? Không. Còn bây giờ người ta chưa. Tại người ta tin tưởng anh quá, anh đâu cần. Nhưng mà thường là anh thấy mặc đồ của người ta đúng không? Dạ được. Mình ta chưa có mai chẳng. Đó là trong cái marketing, cái gói anh quảng cáo người ta là người ta sẽ đưa cho anh cái nhãn hiệu Kennedy luôn sao? Nhưng mà anh mặc toàn là tailor không là sao? Vừa. Bếp làm cho anh đó, em sợ tối anh đói. Không tối em dặn thôi. Không cần làm à, em vừa về thấy mặc quần vàng, hôm nay anh mặc quần vàng cho em coi. Oh my god. Ờ là anh. Được không? Rất là vàng bây giờ em mặc. Rất là fashion luôn. Em xuống em lấy giùm anh cái đôi sao? Cái đôi dài mà chị Ly mới tặng anh, cái dài của MS á. Không biết anh mặc cái này vậy thì có thay nhớ không? Ừ, thay nhớ. Không, bây giờ anh thử cái nhóm hộp thử trước không? Hay là anh mặc xanh luôn ta? Hả? Ê, anh mặc xanh liên mình luôn đi. Ờ, cái màu này nè. Chìm đúng không? Mưa luôn rồi. Là khỏi cần suy nghĩ đi xe hơi nào cũng. Hồi nãy anh đang suy nghĩ là đi xe MG hay đi xe Porsche Cayenne. Thôi vậy khỏi suy nghĩ luôn. Trời đã quyết định cho chúng ta rồi. Yeah. Anh có cái clutch nào mà anh bỏ đâu mà nó hợp với Maritim không ta? Còn nó có cái clutch. Cái LV nó có chút xíu xanh. À, ok, nó cũng ok. Cái nó cũng ok. Dạ. Dạ. Mặt kiến rồi mà. Được không? Cái này em có hơi nổi quá không ta? Đẹp lắm. Nhưng cũng hợp đúng không? Ừ. Hôm nay nắng đẹp nữa là đẹp. Này. Đeo mặt kiến nào ta? Nâu đi ha. Nâu nhẹ nhàng nha. Bộ ơi, em có cần check trước ở bên đó mưa người ta có delay gì không bộ? Đó, đem gọi thử. Tất cả mắt kiến nào anh đã không mặc á là cứ dồn lại hết một chỗ để anh có là mở ra anh muốn thấy tất cả mắt kiến anh đang xài. Mỗi lần về là ta sáng vô dọn ra mấy cái mắt kiến trong chổng luôn. Mấy cái ra. Bây giờ mang nhiều à? Yes, mà sao không có trong đây? Sao? Dạ mọi thứ được. Cái dù MS anh nói rằng sao cái okay, cấp xe. Cấp xe, ok, không cần, chúng ta chỉ đem đi thôi. Cái hôm nào không cần là nó ngọt, sợ nó ướt. Nên chẳng nó bay đó. Thôi. Nó ngọt. Đẹp. Đó. Thôi bay thiệt lắm. Bay. Ủa sao nó anh đem về không bỏ vô cái và cái hộp này. À. Em lên em lấy cái gì mà anh đi luôn nó không biết được mà. Lâu quá. Chắc mình đem hai cái dép này lại lên mình hỏi người ta mình mang được không? Lấy cái túi sách mà anh bỏ rồi dây của Louis Vuitton nó được anh bỏ dài á, phải không? Dạ, em thử theo. Dạ anh, không em muốn đem theo thì bỏ cái, có cần đem theo không ta, có cần không?
Xin chỉnh cái đó cho mình rồi nhé. Khỏi mà khỏi quên. Khỏi đi. Để nhà đi. Đi. Tôi có kế hoạch của anh cho. Rồi. Bốn nó sang Maritime. Brand nào phù hợp với Thái Công thì anh mới lựa. Tại vì có nhiều khi những cái brand nó cũng không có được đủ hợp, phù hợp với cái hình ảnh của anh Thái Công á. Nên anh cũng từ chối nhiều. Có nhiều brand là không tới được lỗ tai Thái Công. Lại từ dòng gửi xe. Dòng trợ lý. Ở vậy cái công ty Canary thì anh thấy là hợp, nó cũng là thời trang đẳng cấp. Dạ đúng rồi. Mà cũng may đo luôn đúng không? Thời trang, may đo mà vải nó cũng đẹp lắm luôn. Dạ. Yeah. Đẳng cấp. Hay đi là trên cái đường mà mình hay ở khách sạn Rue Saint Honoré á. Một thời khó xác trên đường nó cũng có cái tiệm Canary ở Paris. Ngoài mình đi ngang mà không thấy làm sao đấy chứ mình vô đây giống như một thành phố luôn. Bình thường vậy, không có mắt nhất. Ăn vậy là anh dễ mặt nhất. Ồ. Rồi lại anh em ngủ một giấc không? Ngủ, quá trời ngủ. Ra xe trước ạ. Bye chán để trái với ta. That's good taste, eh? Yeah, it's for you. No. Oh, from the fridge. It's a good year. It's cool. Cao với lên ồ tai luôn. Yeah. Cao ồ tai. Hello.
không? Bên này đẹp đẹp gái quá ta. Mặc dạ, gì? Quá đi xỉn. Lạ quá ta. Quá đi xỉn. Chơi con bướm bướm. Dạ đúng rồi. The butterfly. So. Mày nhìn anh đẹp quá vậy. Đẹp không? Không biết mặc gì hết trơn. Thay con mặc lại. It's kind of funny, when I first met Tae Kyung, we talked a little bit, and then he guessed at how I live my life, and he was correct. I've never met a man like him before, someone who is, like I said, complete, a whole complete person. So it was a different experience. I had a feeling that I would learn something from him. Thực ra ban đầu thì chị cũng không biết nhiều về anh Thái Công. Bởi vì từ khi mà nhận nhà này thì chị với mình mới đi tìm những cái nhà thiết kế để mà thiết kế cái nội thất ở đây. Thì tất cả đều gần như là giống nhau và chỉ có anh Thái Công là theo một cái cách thiết kế riêng biệt và khác so với người ta. Tại vì những cái vật dụng đó ảnh đều sử dụng từ cái việc ảnh tìm hiểu là gia chủ người ta thích cái gì, người ta phù hợp với cái gì để mà ảnh lựa chọn. Wow, lâu rồi mình mới trở lại. Vẫn lung linh anh ha. Dạ, cũng còn đẹp không? Dạ. Hai cái cây để đó cũng đẹp. Hai đom luôn. Dạ, cái này rất khó kiếm đó nha. Vậy hả? Sao My tìm được? Chị My tìm được là cũng hay á. Ở Việt Nam rất là khó tìm không? Dạ, nhưng mà uống ngon, uống ngon. Uống ngon đúng không? Dạ. Gen von cũng thì không á nha. Goldfinger. Cũng là trên sáu mấy á, là ông John Kennedy đóng, ông bắt đầu uống này rồi. Dạ. Yeah. Một sáu mấy rồi, Mỹ uống này rồi. So, okay, that's good. You want I open it? Sure. So you want with sound and without sound? Woo! Yeah. So, which glasses? Yeah. So, vậy là chắc là đêm nay là đêm cuối gặp Bình với chị My ở Việt Nam hả? Dạ. Yeah. Thứ ba bài. Thứ ba bài đúng không? Okay, sunset, cheers. Yeah, cái gì đó. Nhiều loại champagne mà chúng ta gọi đẹp nhất. Là nhớ đâu? Dạ. Vậy là. Vậy đó. Biết rồi, bắt đầu từ từ mình sẽ định vị gu của mình rồi đó. Champagne là Dom Pérignon. Ó, hai càng để đây đẹp quá. Anh ha. Đẹp. Cái màu đẹp dễ sợ luôn. Đẹp. Hợp vô cái chỗ này luôn. Với lại nó có một chút xanh vô nó mát cái nhà. Mấy năm rồi mà quay lại thấy nhà vẫn đẹp anh ha. Dạ. Đẹp. Đẹp ha. Mà vô thấy lạ đấy. Tại vì mình nếu mà mình ở thường xuyên thì mình thấy nó khác, nhưng mà lâu lâu mình quay lại thấy đẹp. Yeah. Cheers. Ai cổng chị Linh My lên cổng dưới giường. Em còn đi cũng thích xài đồ nào thích ly chén gì đẹp đúng không? Dạ. Thích đúng không? Dạ thích chứ. Thích chứ không? Dạ. Vậy thấy sướng không? Không, từ khi có cái mấy cái này là tụi em mua đồ cho nhà bên kia cũng khác nhau hơn à. Dạ cũng đi tìm đồ để đẹp hơn. Với lại một ngày mình cũng ăn đâu có bao nhiêu đâu. Nên mình ăn vậy cũng thấy ngon. Đúng rồi. Chị Trang, nhà thấy con cũng xài cái này mỗi ngày bình thường. Dạ. Yeah. Chứ không phải là ngày nào mà gọi là tiệc với thầy. Mình đâu có, trong tủ mình đâu có cái khác đâu. Dạ. Yeah. We have only this. Này là cua. Dạ. Yeah. Hay có cái tích xanh á anh. Vậy có tích xanh nữa. Dạ. Bữa nay là chắc lên 1 triệu á. Bên ngày bữa nay cho tối nay bây giờ đang
tên là 999.000. Wow, chúc mừng. Quanh đi. Tối nay là chắc là 1 triệu á. Dạ. 1 triệu. Mừng lớn. Mới đầu là theo làm TikTok là để mở cái trang TikTok để mình claim được mấy cái trang fake của mình. Để mình không có mở cái trang thì mình không có claim được. Vì mình phải mở ra để nó lấy cái tài liệu của mình trên YouTube. Nó lấy nó cắt lại, nó lấy tài liệu của mình, nó lấy tài liệu trên TikTok của mình luôn. No. Nó tạo lại cái nó lấy lại. Một cái khó khăn gì á là một cái challenge. Và cái challenge đó mình làm sao mình làm tốt nhất trong cái khuôn khổ người ta đưa ra cho mình. Chứ mình không muốn nhảy ra cái khuôn khổ rồi mình nói mình làm ở ngoài đó tốt hơn. Người ta đã cho mình cái khuôn khổ rồi thì mình chỉ làm ở trong khuôn khổ đó thôi. Chứ đừng có đòi hỏi bây giờ tôi muốn làm ở ngoài khuôn khổ được hay không, rồi tôi làm tìm cách để làm ở ngoài cái khuôn khổ đó. Bây giờ trong thiết kế hay là trong luật lệ hay trong cái cuộc sống của mình thì như vậy là nó tốt nhất, người ta đã khuôn khổ mình rồi thì mình làm sao mà nó hay nhất trong cái khuôn khổ. Thiên từ đây 1 triệu follow. 1 triệu follow. Còn rất là nhiều người muốn có một cái kênh 1 triệu, nó không phải là chuyện dễ đâu. Tiết xanh là 1 triệu nữa. Bây giờ anh đi mấy tụi em ra đường là nếu đứa nào quay TikTok anh ra đường là biết hết mặt hết trơn em. Bây giờ anh đi ra đường á là thấy không kìa, thấy không kìa. À, nhớ không tụi toàn. Hôm qua anh đi mày thấy không? Đó, 1 triệu follower trên TikTok là một cái giá trị á. Yeah, so. Các bạn cho một chàng vỗ tay thật lớn. Cho Thủy Tiên, cho team media, cho content creator. Đó, diễn viên chánh nữa. TikToker chịu view rồi. TikToker chịu view rồi chứ ít nữa. Wow, ra bên đây coi, phe bên đây. 1 triệu followers. Yes. Mới vừa tăng lên mới có 500 ngàn quá. Cho 1 triệu luôn rồi. Cho 1 triệu followers. So, ta-da. Đâu lên thêm team media coi. Ta-da. 1 triệu followers. Ê, 1 million. So, kỳ này khịa cho đã luôn á. Khịa tới cho người có người xem đúng không? Nhiều khi em khịa không ai người xem hết trơn. Bây giờ là đâu muốn nói gì hơn anh khịa cho. Hả? Mới quay rửa tiền rồi đó. Càng khịa càng tốt. Vì đứa nào mà càng phê bình á là càng tốt. Đem ý tưởng cho anh làm phim mà. Quá nhiều công sức. Nhanh ghê chứ, sáng nay là mới có 999 ha. 5 giờ, đã thêm tích khắc ha. Ủa sao mấy em có thấy coi có xem anh Huy không? Dạ có. Có. Mà xem tích xem YouTube anh bao nhiêu lâu rồi? Em xem được khoảng hơn 3 năm. Hơn 3 năm? Wow. Là lúc là mới 12 tuổi hả? Vâng, từ lúc mà công trình gì nhỉ? Chị thì em quên rồi, em xem kiểu tất cả tập của Park Villa này kia. Vậy hả? Mẹ mê kiến trúc. Vậy mẹ còn cháu có coi không? Dạ không, 1 năm rồi. Mới còn 1 năm, bây giờ cháu mấy tuổi? Dạ 15. 15 tuổi, còn cháu? Dạ, con coi trên TikTok. Trên TikTok? Wow, đây là fan 5. Chắc là các ông là fan trẻ nhất của đó giờ hả? Không, trẻ lắm luôn, có nhiều người có chị dẫn. Con thích coi thằng chú. Thích coi luôn hả? Nó thích coi lắm. Dạ bọn Huy, dạ bọn Huy, dạ bọn anh Huy kìa. Fan nam mộ mới có 15 tuổi em. Khen anh mà. Khen anh. Em có em không? Có fan Huy không? Có. Hai người luôn hả? Ok. Đó, ba nó rất đặc biệt rành luôn em. Dạ. Em học ở bên này nha. Dạ. So. Good. Bye bye em. Chào chú. Rồi bây giờ mình quay một cái TikTok với em này ha. Ok. Mày quay cái gì mà nó hiểu cái ID gì ta? Hay là cái câu ca dao gì đó, nhỏ mà không học lớn mò sao ra gì đó. Hả? Quay là cái sự văn minh, sự khôn ngoan, mình không mua, mình hiểu biết, không phải mua ngoài chợ được, nhưng mình phải lấy sách ra xem, tức là phải đi học hết. Vậy đó. Có nghĩa là phải đi học, cái sách ra bây giờ mình chứ không mua được đúng không? Ok, vậy anh vô lấy cái tờ giấy, xe. Đại hai giả xe luôn S. Mà đây là chữ đen đi. Ok, so I have the story now. Mình đứng, anh đứng ở đây, anh sẽ làm cái bảng ra, in ra cái bảng, anh sẽ nó đề cho anh là ở đây có bán kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm 100.000 một ký. Mỗi đứa cầm 100.000
Dạ. Cái xong rồi con nói là con muốn mua vậy. Cái xong rồi cho một cái anh bán một cái 100.000 ký. Cái xong nói là nếu mà ai mà cũng mua kiến thức kinh nghiệm cho em vậy á thì mấy tụi em đâu còn đi học nữa. Rồi cái cắt cái xong không, nhưng mà thật sự là ai cũng phải đi học hết mới có kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm được, chứ không có mua được, đúng không? Còn mấy đứa đem mấy quyển sách ra cho xem. Ok, và bây giờ mình quay đằng trước một cái hai ba cảnh đi đó. Có cái thủ giấy nhỏ còn. Chị, anh hỏi con cái nhỏ. Thêm nhỏ xíu nhỏ còn. Dạ còn. Đâu? Học được bao nhiêu tiền? Một hộp như là 2 triệu đúng không? Dạ. Cho mỗi đứa hộ. Okay. Yeah, yeah. So, let's go, let's acting. Ở đây cô bán kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm 100.000 một ký, mua vô. Con mua không? Kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm 1 ký. Một ký trải nghiệm. Và đây là một ký kiến thức, 100.000, 100.000 một ký. Cảm ơn con. Các bạn nghĩ kiến thức, kinh nghiệm mình đi ra đường mình mua được hay sao? Nếu mà dễ mua như vậy thì các em này đâu cần đi học nữa. Con muốn học nghề gì? Con muốn học nghề chính trị ạ. Nghề chính trị gia tương lai. Con muốn học nghề gì? Kinh doanh. Bởi vậy tiếng Việt có câu nhỏ mà không học, lớn mò sao ra. So, good luck everyone. Thank you. So, I have surprise. Đây là trong đây có món quà. It's a gift for you guys. Yes, trong đây có món quà cho em luôn. Đây sẽ có nến thơm. Yes, nến thơm. Thank you so much. Nến thơm. Nến thơm. Yeah, thấy chưa? Nến thơm. Biết, con biết nến thơm này không? Biết ạ. Citron. Yeah. Cảm ơn mọi người. Đây, nến thơm ở đây. Cảm ơn nến thơm. This is a scented candle. Yeah. Ok. Josephine. So. Wow. Yes. Ok. Vui không? Thank you. Ok. Thank you. Bye bye. Mình làm một tấm hình đi. Mình chụp một tấm hình chung với nhau đi ha. Rồi. Ok. 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 Cái cảnh ban đầu anh ra ok chưa? Ok. I can do it. Can you? Yeah. Okay. Hey, give me the books. You want? You pick. Cái nãy cái chụp hình do mua bán luôn chụp rồi đúng không? Yeah. Rồi. Right. Okay. Good. Nhớ học giỏi nha. Yeah. Okay. Oh my god. Oh my god. Hello, mấy con. Yes. Linh. Yeah. Phim em đã hẹn quá trường kìa. Dạ vâng. Thank you anh. Ở nhà mình các phim như là Netflix vậy. Oh, yeah. Ở trên phim mình cũng hay chứ hả? Các phim công trình mà giống như là phim trinh thám vậy đó. Còn hồi hộp ghê luôn á. Yes. Thôi bây giờ em phải lên tập 2 lẹ. Không, thật sự anh thấy ngạc nhiên là anh đánh thức những người giống như khách hàng này từ một cái phong cách hoàn toàn khác. Bây giờ người ta rất là mê cái phong cách anh luôn á. Tức là nội thất là muốn thay đổi hết. Y chang như đồ của anh đang dùng nội thất super luxury tới ultra luxury tới bây giờ trong không gian này. Có nhiều người ta chưa vượt qua được cái cũ á, nhưng mà cái vị khách này người ta cũng cởi mở, người ta vượt qua được cái đồ cũ rồi, bây giờ người ta chịu vô những cái đồ mới. Là cái đó là cái đó hay đó. Rồi bây giờ em làm cái phim này làm sao mà cho những người xem người ta cũng sẽ mở rộng ra cái thế giới mình hơn một chút. Yes, ok. Vì cái nghiên cứu về cái đề tài phong thủy á, có nghĩa là cái phim của em kỳ này là nó sẽ thành phim khoa học luôn á. Yeah. Ok. Yes. Good luck. Enjoy. So, okay. Còn phim bên đây, các phim gì đây? Sao? Cười chưa rồi. Cái này là rất là bí mật nha. Rất là bí mật nha. Chắc là một ngày đó mình cũng sẽ thông báo thôi. Nhưng mà ngày đó không phải là ngày hôm nay. Ok. Đi đặt phỏng vấn. Nhưng mình đang càng ngày càng nhiều thêm.